ở Việt Nam á là cái quốc gia mà chú trọng bằng cấp, ai cũng ra khoe con tôi kỹ chư bác kỹ hết trơn á, mà rốt cuộc không nào ra ôn gì hết trơn á. Là tại vì sao? Là tại vì cái bằng để có cái bằng, chủ yếu là để có cái bằng, giống như giờ mấy cô điều dưỡng mẹ vô đâu có đi học đâu, vô tự nhiên có cái bằng điều dưỡng vô bệnh viện nhiều khi quậy người ta nữa, không có nghiệp vụ, không có nghiệp vụ. Rồi xong á là cái bằng đó để cho có, giống như là cái chó cần có cái bằng đó đi vô trong đó ngồi mà không có chuyên môn. Bây giờ tôi quy hỏi quý vị nè, nếu một cái cơ quan nhà nước á, bây giờ nãy Trâm có nói đến cái chuyện nước ngoài đó, quý vị biết á, quy với Trâm sống ở bên Mỹ á, không cần biết mày hô bằng cấp gì, không cần biết, tao mướn mày cái vụ đó đó 1 giờ $40, một tháng không ra chuyện, kêu mày lên nhắc một cái, ê tháng này chưa làm được vậy nha, rồi xong đuổi kiếm người khác. Thành ra là cái bên này người ta thực rồi đó. Và ai mà có bằng kỹ sư rồi đó nha, ở bên Mỹ đó mà nghỉ việc cỡ chừng khoảng 3 năm 4 năm thôi, hay là 1-2 năm không có việc làm, cái bằng vứt, phải học hoài. Quý vị nên quý có vị bằng biết. Rồi đi nữa, năm nào cũng phải học. Đúng. Học theo, tại vì mỗi năm nó sẽ ra những cái công nghệ mới, những cái technique mới, cho nên là nếu mà không đi học là mình bị thụt lùi, mình không có nghiệp vụ, mình không có bằng người ta, mình đâu có làm việc được. Giống đâu. Giống như em nè, đó em học địa ốc bán nhà đó. Đó. Ừ. Đúng không? Em có bằng bán nhà. À có bằng bán nhà mà giờ ốc. Không xài là giờ dục rồi đúng không? Để giỏi tay nghề trong cái nghiệp vụ đó, trong cái công việc thì, đó. Thì Quy kể một cái chuyện cho quý vị nghe đó, Quy đi qua Mỹ, Quy không có cái bằng khỉ gì hết đó. Đầu tiên nhất xin vô trong cái đài truyền hình của Mỹ á, làm ngoài giờ, là mình làm hậu trường á, máy móc đồ, mấy cái cô sướng ngôn viên đọc news, à, anh đứng phía sau anh quay đúng không, nó trả lương cho mình buổi tối $30 một giờ đàng hoàng. Vô nó hỏi mày biết làm không, nó biết, trước đây mày có từng làm chưa, nói có rồi, video của mày đâu, ok mình mới đưa video là tao làm cho mấy đài Việt Nam vậy nè, cầm vô nó coi coi, ok do it, ok thử, mỗi ngày tao trả tiền cho mày trong vòng 3 ngày, làm không được là xong, là nó là không có buồn gì hết đó, nói ok vô làm. Cái thằng nó đi làm chung với lại Quy á, thằng đó là nó học trong trường ra luôn, nó có cái bằng học nghề đàng hoàng, tức là nó vô nó nộp á, biết sao không, vô làm hả, không có chạy gì cả, rồi nghỉ đi chứ không, nó bằng gì, nó vô nó nói thẳng luôn, nói thằng này học trong trường mà làm được. Nói chung là Mỹ họ thực tế tại vì người ta xài tiền của người ta mà, tại vì có bằng cấp mà làm không được việc cũng vậy thôi, thà là cái người không có bằng mà làm được việc đúng không? Đúng thì rồi. Nó tốt cái việc cho họ hơn. Rồi quý vị biết là ở trong cơ quan của chính phủ cũng vậy á nha. Mấy cái người mà contact với lại chính phủ mà làm việc á, bằng không biết, không biết con ông cháu cha, con ông cố, con ông nội gì không biết. Học gì chuyên môn của mày là gì? Rồi vô làm đó không được, làm không chạy việc là coi như là họ cũng phải cho nghỉ thôi, chứ họ không có phải tôi có bằng này bằng kia, không có phải vậy, tức là thực lực